Hello, chào các bạn nhá. Đến hẹn lại lên lại quay trở lại buôn dê bán dưa hấu với anh em đây. Trước tiên, mình rất cảm ơn những bạn mới đăng ký ủng hộ kênh mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn những bạn cũ đăng ký ủng hộ thì không nói làm gì rồi. Luôn luôn cảm ơn các bạn. Khói thuốc tắt cái thuốc luôn. Trở lại với những điểm qua một vài comment trước thì có bạn có bạn 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 Trần Nghĩa có comment bảo là anh ơi em đang cố gắng nói chuyện điềm đạm như anh mà khó quá, anh có bí quyết gì không? Thì thú thực với bạn là mình cũng không phải là người nói chuyện điềm đạm đâu, cũng bình thường thôi thực sự đấy. Bởi nhưng có cái là trên lên nên làm video trên chia sẻ với các bạn như thế này mà qua cái điện thoại như thế này, ngồi trước điện thoại nói chỉ duy nhất với cái điện thoại mà còn không điềm đạm được thì xử sự với nhau ở ngoài xã hội thực tế như này thì điềm đạm sao được các bạn. Công việc của mình như thế này thì nói chuyện thì mình cố gắng luôn luôn để tôn trọng các bạn nhất có thể. Chứ còn nói chuyện trước một cái điện thoại này mà còn không điềm đạm được nữa thì thực tế xử sự ngoài sao điềm đạm nữa các bạn. Còn ở ngoài đời thì mình cũng là bình thường thôi chứ không phải là người điềm đạm hay là gì. Còn bạn 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 Vũ Trọng Danh và có comment là cháu đoán chú là người cũng kẹt sỉ. Có đúng vậy không hả chú, có đúng không ạ? Thì có bạn nào trả lời hộ mình câu hỏi này không, bởi vì mình khó trả lời quá. Thôi thì cũng trả lời với bạn là cái chuyện kẹt hay không kẹt thì mình phải sống và quan hệ với nhau, gần gũi nhau thì mới biết được đấy. Chứ còn trên mạng này thì gọi là mình bạn nhìn bạn đoán mình là kẹt sỉ đấy là cái việc bạn đoán thôi. Chứ còn để trả lời thì mình rất khó trả lời với các bạn. Chỉ bao giờ sống gần nhau rồi mới biết thôi, đúng không mọi người? Còn bạn nào trả lời luôn được cho bạn ấy thì giúp mình thì trả lời. Nếu mà nhìn mà đoán được người kẹt hay không kẹt thì chắc là bạn cũng có tí tí lăng khiếu đoán tướng số. bạn có nhiều bạn thì cũng comment, vẫn comment nói là anh làm video chia sẻ về vụ án Đường Nhuệ đi. Em cũng rất thích anh làm những video về chia sẻ về vụ án này. Thực ra là như video trước mình nói rồi đấy, đúng là cái vụ án Đường Nhuệ này bây giờ đang rất là hot ở trên mạng, nó trend rất là hot. Nhiều cái kênh bây giờ là mình thấy là mười mấy video rồi về vụ án này rồi, mà toàn video hàng trăm view thôi, hàng trăm nghìn view, cũng rất là hot. Nhưng mà cũng mình chia sẻ trước rồi đó, là mình cũng không hiểu về ông này. Thì tất cả những cái có thể làm những video là mình bình luận thôi, nhưng mà qua sự việc này cơ quan đang điều tra thì chuyện bình luận biết cũng rất là khó, mình cũng không muốn, cho nên là mình không thể làm được đấy. Bởi vì là các bạn biết rằng là ngay cái video trước video này đấy, đã có một vài bạn nói là anh làm video kể những câu chuyện anh biết hoặc là anh chứng kiến ở đó đi, chứ còn làm những video mà ở trên báo chí nó đã nói rồi, đài đóm nó đã nói rồi thì nghe nó hơi chán. Thì tất nhiên là những người nào biết rồi thì mình không nói làm gì, thì cũng chia sẻ với bạn là kể cả như mình đi. Đấy.
với bạn bè mình. Nhiều khi 4 năm anh em biết rõ một câu chuyện đấy rồi, thậm chí ngồi nói chuyện với nhau nhiều lần rồi, nhưng đôi khi vẫn vẫn cứ bỏ ra nói chuyện với nhau, ngồi uống nước với nhau vẫn cứ lại bỏ ra chém chuyện với nhau. Đấy là gọi buôn dưa lâu bán dưa, buôn dưa lê bán dưa hấu. Những câu chuyện nó gọi là chỉ vui, kể cả mình nói kể những câu chuyện này cũng vậy. Đấy, cũng chỉ là mục đích là cho anh em thư giãn một chút thôi. Đấy, cũng có bạn đã comment bảo là cháu đang nghe câu chuyện của chú đang thiêu thiêu ngủ thì lại có quảng cáo, thế mới chán. Thế mới buồn. Thực ra là những câu chuyện ở trên mạng này, các bạn xem những video thì đa phần, kể cả từ câu chuyện, những video mọi người chỉ giải trí một chốc thôi, mai lại có video khác lại quên ngay mà. Đấy, nó có mấy khi nó đọng lại được. Còn tất nhiên những cái video mình chia sẻ về xã hội là ngoài cái việc là để anh em thư giãn ra thì cũng mong muốn là các bạn trẻ xem những cái chuyện về xã hội, rút ra được một cái bài học gì đó đấy, về cái mặt trái của xã hội, nó được và mất cái gì đấy. Kể cả những người gọi là ông hoàng bà chúa đấy, nhưng đi trái với xã hội, đi trái với luật pháp, thì những cái đỉnh cao danh vọng nó cũng chỉ ngắn, người ta gọi là dài chẳng tày gang, ngắn chẳng tày gang, nó cũng không được được dài đâu. Đấy, ngay vụ án Đường Nhuệ cũng vậy, các bạn thấy mới vài ngày trước thôi, đúng không? Mới có thể là từ tuần trước, tháng trước đang như thế, vẫn còn đang chém gió phầm phập như thế, vẫn nai chim trúng thầu bao nhiêu lô đất. Đấy, với anh thích cây gì được cây đấy. Đó, ngay các bạn thấy trên mạng có video chia sẻ live stream trên Facebook là vừa thắng thầu lô đất, xong bắt đầu có người chúc mừng anh ấy, thì bảo là với anh thích cái gì thì được cái đấy. Đấy, nhưng mà khi đã đi trái luật pháp thì kết cục nó là như vậy. Thì mình cũng mong là câu chuyện mình chia sẻ như vậy thôi, nhưng mà tất cả mọi người ngoài cái việc là thư giãn ra thì cũng nhìn nhận về cái mặt trái xã hội nó là như thế nào. Đấy, bởi vì là còn trở lại với mấy bạn nói là những cái câu chuyện cũ thì có thể là cũ bạn như vậy, mới người khác. Đấy, như mình đã chia sẻ nhiều lần rồi, bởi vì là mình cũng muốn là những ai mà đã nghe rồi hay biết rồi thì một là ôn lại với mình. Đấy, còn nếu không ôn lại thì đợi video nào mà chưa biết thì vào cùng chia sẻ mình. Còn những câu chuyện mình chia sẻ thì cũng có người chưa biết. Đấy, ngay như video trước cũng có bạn trẻ, bạn gì nhỉ? Bạn Dương Nguyễn Tùng ấy, còn hỏi như thế này: than thổ phỉ là như thế nào hả chú? Cháu nghe nói là phải nhảy tàu nguy hiểm lắm hả chú? Đấy, có nhiều bạn mà những cái đơn giản như thế mà bạn còn không biết. Đấy, cũng tiện đây là chia sẻ với bạn Dương Nguyễn Tùng và nhiều bạn có thể là chưa biết, bởi vì nhiều người cũng nói về mình chia sẻ về chuyện than thổ phỉ Quảng Ninh, bởi nói Quảng Ninh là nói đến than thổ phỉ, nhưng thực tế là mình thì mặc dù cũng đi làm than rồi nhưng mà cũng chưa làm than thổ phỉ bao giờ. Đấy, thời điểm mình làm sau này thì thời điểm ấy nó không còn than thổ phỉ nở rộ nữa rồi. Đấy, trước đây thì mình quen biết nhiều vài ông anh làm than thổ phỉ nhiều, thì cũng chia sẻ mọi người là nếu bạn nào chưa biết, chưa hiểu rõ về than thổ phỉ này thì cũng chia sẻ qua với các bạn là đã nói đến thổ phỉ thổ phỉ là đã nói đến chuyện làm trái pháp luật rồi. Than thổ phỉ cũng vậy, là những người mà đi khai thác than trái phép. Đấy, đi khai thác than trái phép thì gọi là làm than thổ phỉ. Đấy, và kèm theo đó là cái gì? Đã là khai thác than trái phép là làm trục giật ấy, thì là cái mức độ an toàn nó không có, từ lò bể đấy, nó rất là nguy hiểm, sập lò lúc nào không biết. Đấy, rồi tranh giành địa bàn, chém giết nhau,
đâm chém bắn giết nhau ở trên rừng, trên 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 mỏ đấy, trên lò đấy. Thì đấy là nói về than thổ phỉ là nó đi kèm theo những cái đấy. Bởi vì là cách đây hơn chục năm các bạn, là than thổ phỉ thì nói với Quảng Ninh, than thổ phỉ là thời điểm đấy là đang nở rộ nhất. Đấy, mọi nơi mọi người, thậm chí ở tỉnh khác cũng về đất Quảng Ninh này để làm than thổ phỉ, tranh giành địa bàn, từ kể cả bên Hải Phòng sang đấy, rất là nhiều. Nổi tiếng nhất cái vụ mà cũng nhiều người bạn bảo mình chia sẻ về cái vụ đấy, nó ở lâu lắm rồi, cách đây hơn chục năm rồi, là cái vụ ở làng Hà Khánh ấy các bạn, cảng than Hà Khánh, làng Khánh, Hà Khánh, Hoành Bồ, Quảng Ninh, mấy vụ bắn chết 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 6 người, vụ gọi vụ Nam Bang, Nam Bang cảng Hà Khánh. Đấy là cái vụ cũng nổi tiếng của đất Quảng Ninh về vấn chuyện than thổ phỉ. Thì thực tế đấy ở cảng thì nó lại không phải là lò liếc ấy, nhưng mà tất nhiên là than thì cũng dính dáng đến chuyện mà lậu liếc lằng nhằng đấy, cũng có gọi là vơ vét than ở cảng ở bãi đấy. Thì khi mà thấy có lợi nhuận Lam Bang đấy, là cái chuyện ở làm cái vụ này, vụ Lam Bang bắn chết đấy, 6 mạng đấy. Thì là khi những anh chị khác hay những bang nhóm khác mà thấy Lam Bang này cũng kiếm ăn được ở cái cảng than Hà Khánh ấy, thì là cũng muốn tranh chấp địa bàn đấy. Và sau đó khi không giải quyết, không không chia sẻ được quyền lợi, thì cũng chỉ vì hơn 10 tấn than này các bạn. Tất nhiên nó không chỉ riêng, nó không chỉ đơn thuần 10 tấn than mà nó còn về đến chuyện địa bàn nữa. Đấy, cũng nhiều bọn cũng nhòm ngó đến. Và cái vụ đấy thì trước khi mà giao dịch để mua hơn 10 tấn than đấy, thì mọi người cũng về sau điều tra ra thì cũng đưa ra đưa 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 ra về cái nội dung cái vụ việc đấy, là thực ra là cũng không phải là mua mà hơn 10 tấn than đấy, nó chỉ là cái cớ thôi, mà cái nhóm khác là cũng muốn cướp lại cái việc làm ăn của Lam Bang ấy, cho nên mới xảy ra cái vụ việc đấy. Và thực tế là đợt đấy là dùng beng lên cái vụ đấy, là sau đợt thì mình đọc cái khi mà bị bắt Lam Bang với cái đệ là tên là Sơn ấy, bắt vào thì cái người tên là Sơn này mới kể lại sự việc, vụ án đấy nó như thế nào, thì thực sự như trong phim luôn. Không biết ở đây có ai đã đọc đã nghe được đã đọc được cái bài mà nhà báo phỏng vấn mà người tên là Sơn ấy, cùng 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 với Lam Bang gây ra vụ đấy, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi cái vụ án đấy. Thì thực sự là ông Nam Bang này, ông là dạng thuộc dạng quá lạnh lùng, bắn chết bắn như trong phim luôn. Mình nhớ còn cái đoạn mà khi đã hạ một xe đã nằm xuống rồi nhé, còn xe khác cũng phóng chồm lên mà ông dơ ông đòm tiếp đấy, lại quật ra tiếp, là như gọi là như trong phim luôn. Là hình như cái vụ đấy là chết 6 mạng và 1 mạng gần chết bị thương, thì mới còn một người sống sót, là khi bắn là đầu cắm vào trong đống than ấy, làm im, nghĩa là cũng bị lặng, chắc là không dễ dụa. Thì khi mấy ông kia nhóm của ông Nam Bang ông bắn chết ấy, thì cũng tưởng là chết hết rồi ông mới đi, thì may là sống sót ông đấy, là người thứ 7 ấy. Thì cái vụ đấy nó lâu lắm rồi, mấy năm còn gì các bạn, năm 2008 rồi. Thì mọi người cũng bảo mình kể về vụ đấy, nhưng mà thực ra là đấy, các bạn cũng biết nào, chứng kiến thì cũng chẳng ai chứng kiến cả, cũng chỉ là nghe những câu chuyện chia sẻ trên báo chí, trên mạng thôi. Thì để kể lại chi tiết thì nó cũng từ lâu lắm rồi, tóm tắt qua các bạn, và tiện các bạn hỏi về than thổ phỉ được viết như thế nào, thì đấy cái thời điểm đấy là xảy ra rất
Quảng Ninh xảy ra rất là nhiều về chuyện than thổ phỉ. Và sau đó đến bây giờ thì hầu như không còn than thổ phỉ nữa. Có những thông tin nói về vì sao dẹp được than thổ phỉ, thì cái thời điểm mà xảy ra nó nhiều vụ án quá các bạn. Đấy. Chính phủ cũng đưa ra là làm triệt để về chuyện than thổ phỉ này, bởi vì nó xảy ra rất nhiều tiêu cực ở than thổ phỉ này. Nhưng theo mình đánh giá thì để dẹp được than thổ phỉ này ở Quảng Ninh ấy, thì phần lớn lại dựa vào quân đội về vào Đông Bắc ấy, các bạn. Đấy, khi tổng công ty than Đông Bắc của quân đội làm về than nhiều ấy, thì cái lạn than thổ phỉ nó mới bớt đi được. Bởi vì trước đây khi Đông Bắc chưa làm lớn, chưa làm về mảng than này nhiều, thì các lực lượng kể cả công an hay là về môi trường, chiếc mỏ nó rất là mỏng, không thể bao quát được tất cả các rừng rú trên núi rừng ở Quảng Ninh được. Cho nên kể cả có làm kiểu gì thì vẫn còn than thổ phỉ làm. Nhưng từ ngày Đông Bắc làm nhiều các bạn, đây là theo cách đánh giá của mình, nhưng mà cái này là chính xác ấy. Bởi vì là nhờ có Đông Bắc làm thì mới dẹp được than thổ phỉ này nhiều, bởi các lực lượng trong quân đội nó nhiều. Đấy. Mà tất cả về sau này là những cái vùng hẻo lánh đấy, ở trong mỏ, những vùng than thiếc nhằng nhằng thì lại toàn quân đội làm, Đông Bắc cho vào. Thậm chí có thời điểm các bạn, Đông Bắc còn thuê cả dân ngoài xã hội để bảo vệ than cho Đông Bắc nữa cơ. Ngoài bộ đội ra còn thuê cả dân xã hội vào cơ. Đấy. Mình được biết luôn đấy, chứ không phải mình có chuyện đấy luôn. Nhiều công ty than, nhiều xí nghiệp than Đông Bắc còn phải thuê cả anh em ngoài xã hội vào để bảo vệ luôn mỏ miếc. Thì từ đấy dần dần đi là kể cả với là chính phủ viết là quyết liệt về vấn đề lạn than thổ phỉ mới dẹp được. Và bây giờ là hầu như không còn than thổ phỉ nữa. Đấy. Chẳng qua thí dụ là nhiều người làm còn phi pháp một chút là dựa vào đấy thôi. Đấy. Làm chấm bút một tí thôi, chứ còn bây giờ không có chuyện mà ông vào ông làm một lò riêng hay là như ngày xưa nữa. Một cái thời kỳ mà Quảng Ninh này đưa tất cả các quân đội biết công an vào giật các lò, đào được lò nào các lại cho mìn vào giật, dẹp lò đấy đi, mà còn khó dẹp. Cứ dẹp lò này cái hôm sau lại có lò khác, bởi vì thời điểm đấy nhiều người cũng dân xã hội cũng nhìn vào đấy nào là cái lợi nhuận cũng có, vào xúc than thì bán có tiền. Nhưng về sau là mình thấy cái tất cả các khu vực nhiều nơi mà thời than thổ phỉ hay làm trong rừng rú thì đa phần là Đông Bắc quân đội vào làm, thì dần dần mới gỡ được cái lạn than thổ phỉ ra. Tất nhiên là không chỉ riêng do bộ đội Đông Bắc đâu, nhưng mà cũng còn công an cũng biết, còn bên mỏ bởi vì về sau này các bạn biết là kể cả mỏ đấy là toàn cổ phần đấy các bạn, nó không còn nhà nước nữa rồi, mà tất cả mỏ đều vào cổ phần hóa hết rồi, là mỏ nào cũng phải giữ nguyên than cho mình ở khu vực của mình ấy. Đấy. Không thể để lạn xảy ra chuyện ăn cắp ăn kiếp. Trước đây thì còn gọi là cha chung không ai khóc, của nhà nước biết thôi thì chúng nó vào chúng nó cướp kiếp một tí than thì tiếc cũng làm ngơ, không lại xảy ra lại chuyện này va chạm này nọ. Nhưng về sau này ấy, tất cả các mỏ đều cổ phần rồi và Đông Bắc làm nhiều rồi thì tất cả cái lạn thổ phỉ dần dần mới dẹp hết đấy. Chia sẻ với mọi người là như thế. Và cũng qua đây mình cũng muốn các bạn trẻ xem kênh của mình ấy, để tránh cái chuyện này chuyện nọ mọi người vào bình luận nó không hay, thì mình cũng mong là mọi người xem kể cả những câu chuyện mình chia sẻ về chuyện xã hội đấy, thì cái tiêu chí của mình cũng ngoài cái chuyện là với anh em chém gió thư giãn, thì các bạn trẻ cũng nhìn nhận về cái mặt trái của xã hội, cái được và cái mất của cái mặt trái là như thế nào. Đấy, các bạn biết rằng là tất cả kể cả anh này chị nọ
Đấy. Dù có lớn như thế nào, có đại gia, đại bàng, đại bác như thế nào thì nếu làm trái với pháp luật, đi quá giới hạn thì nó không 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 được bền vững, không được dài. Tất cả mọi người cũng chỉ đến bốn mấy, năm mươi. Đấy. Ông nào muộn thì là mấy thôi. Là đang trên đỉnh cao danh vọng cũng phải tạm dừng, xích tốt lại. Đấy. Cái gì cũng không quá được. Đấy. Cho nên là để nhìn nhận cái hào nhoáng của cái chuyện mà mặt trái của xã hội đấy, tưởng là thế này thế nọ, nhưng mà đấy, như các bạn biết, kể cả vỗ ngực lay trước khi là như cái chuyện cái vụ Dương Đường, mình thấy và hôm nay mình xem một cái clip ở trên một kênh người ta chia sẻ mới trước khi bị bắt thời gian ngắn đấy các bạn, mới đấu thầu chúng một vụ thầu về bao nhiêu lô đất, vừa nói xong là chia sẻ đấu thầu xong cái là live stream ngay, chia sẻ là anh thích cái gì được cái đấy, anh mà thích cái gì thì được cái đấy. Nên là mình thấy là các bạn thấy là cái gì quá cũng không được. Cho nên là thôi nghe thôi, vui vẻ thôi. Mình thời thanh niên cũng thích nghe những câu chuyện xã hội này, nhưng thôi nghe để biết thôi, đúng không mọi người? Chứ còn đừng thần tượng, đừng thần tượng hóa những đại ca xã hội. Đấy, chẳng ai mà có cái cục tốt đẹp dài được cả. Đấy, nếu mà cứ đi quá giới hạn của nó. Thôi chào tạm biệt mọi người. Lại hẹn anh em ở video sau. Nếu mọi người cảm thấy quý mến thì nhớ like và đăng ký giúp mình, sẽ để xem những thông báo buổi buôn dưa lê chém dưa hấu đợt sau. Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối an lành cùng gia đình. Bye bye.